Hello, em đã quay lại với clip của mình nha. Ok, thì chúc mọi người có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và thật là nhiều sức khỏe này. Đó. Thì như em đã biết thì con nghe của chúng ta nó được ra mắt vào tháng 12 năm 2016 rồi nghe. Đó, và tính đến nay thì cũng đã hơn 5 năm rồi. Đó. Cập nhật rất chi là nhiều phiên bản và với sự ra mắt cũng rất là nhiều tính năng mới ở trong game mọi người. Thì ok, thì hôm nay mình và em sẽ cùng đi tìm hiểu sâu về cái tính năng đó là trang bị nha mọi người, trang bị game bao. Và cụ thể là 15 set trang bị có trong thư viện trang bị của chúng ta nha mọi người. Ok. Đó, thì bây giờ mình sẽ vào thẳng cái vấn đề chính của clip ngày hôm nay nha. Thì đây nha mọi người, đầu tiên là mình sẽ phân loại này, tướng theo phẩm chất cũng như là thứ tự cái độ mạnh yếu này kia mọi người. Ok. Đồ hiếm chứ đó. Thì mấy set này mọi người nó sẽ trong đây nó sẽ có tổng cộng là 15 set trang bị nha. Và nó được phân thành ba loại nha mọi người. Đó là tướng với lại ba phẩm chất khác nhau đó. Thấp nhất đó là set phẩm chất có phẩm chất lục này mọi người. Và tiếp theo là 5 set có phẩm chất lam đó. Và cuối cùng là 5 set có phẩm chất tím. Ok. Đó là phân loại nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ đi cụ thể vào từng set luôn. Đó. Thì đầu tiên là 5 set lục trước này. Đó. Và set đầu tiên là set lục bảo này. Đó. Thì cái set này nó sẽ tăng thuộc tính cộng thêm là nó sẽ tăng cái điểm sinh lực nha mọi người. Đó. Là HP á, HP của nhân vật chúng ta đó mọi người. Đó. Là set này thuộc dạng thủ này. Đó. Cái cụ thể thì nó tăng 3 món là tăng 3, cộng 360. Đó. 5 món là em sẽ được cộng 720. Ok, và tiếp theo là set hoàng kim. Set hoàng kim thì đúng với tên hoàng kim luôn nha. Có màu ánh vàng. Khá là đẹp nhưng mà tiếc là phẩm chất cũng như là thuộc tính thì khá là thấp mọi người. Đây là set lục thôi mọi người. Đó. Thì đối với set này thì nó sẽ tăng sát thương nha mọi người. 3 món là tăng 75 này. 5 món là cộng 150. Đó. Là set này thuộc dạng lam nha mọi người, set thương. Ok. Set thứ ba đó là set lam bảo. Set lam bảo mọi người. Có màu giống như là kim cương nha. Đó, thì đối với set này thì nó sẽ tăng phòng thủ nha mọi người. Đó. Thì 3 món anh em sẽ được cộng 60 nè, phòng thủ cộng 60. 5 món thì cộng 120. Đó. Là set này thuộc dạng thủ nha mọi người. Ok. Và tiếp theo là set thứ tư, đó là set rừng xanh. Đó, thì đối với set này thì thuộc tính của nó là thuộc dạng cân bằng nha mọi người. Ok. Kiểu như là nó cộng ba cái thuộc tính luôn này, nó làm sinh lực, tấn công và phòng thủ luôn nè. Đó, tương ứng với lại 3 món là 120, 25 và 20, còn 5 món là 240, 50 và 40. Đó. Thì set này thuộc dạng cân bằng nha mọi người. Đó, ok. Thì đối với set này thì nó kiểu như là sao ta? Chưa, mình sẽ nói tới cái set thứ tiếp theo nha mọi người, set cuối cùng này là set thứ 5. Set thứ 5 của trang bị có phẩm chất lục nha. Đó, thì nó cái set này nó không có thuộc tính gì luôn mọi người, không có thuộc tính cơ bản gì luôn này. Không có cộng gì luôn. Đó, thì là một set trang bị bình thường thôi nha mọi người. Đó, bảo kích này nó trang bị thì nó cộng tương ứng với lại mấy cái thuộc tính của trang bị thôi mọi người. Đó, thì trong đây có lẽ cái set này là như phế nhất thì phải ta. Đó, thì cái này bảo kích 90. Còn này bảo kích cũng 90 như luôn. Nhưng mà nó thua một cái là nó không có cái thuộc tính cộng thêm mọi người. Đó. Thì cái set này mọi người, cái set rừng xanh này này. Set đầu tiên là set lục đúng không? Là cộng sinh lực này, set hoàng kim là cộng tấn công. Còn set lam bảo là cộng phòng thủ. Còn set rừng xanh của chúng ta là thuộc dạng cân bằng mọi người. Thế là đã tổng hợp lại ba cái set này. Sự kết hợp của ba set trang bị đó là lục bảo, hoàng kim và lam bảo nha mọi người, tương ứng với lại sinh lực này, tấn công và phòng thủ. Đó, thì cái set đường xanh này nó đều có nha mọi người. Đây là nếu mà phải lựa chọn một trong năm set lục này thì chắc chắn là nên phải chọn cái set đường xanh này rồi. Đó, thì lực chiến cộng của nó sẽ cao hơn nha mọi người, sẽ mạnh hơn, ok, và ngon hơn nữa. Đó là 5 set lục nha. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với lại 5 set tiếp theo là 5 set có phẩm chất lam. Đó. Thì đối với set này thì đầu tiên mình sẽ nói về cái set sấm sắc trước này, set đầu tiên. Sấm sắc, đúng là tên sấm sắc luôn.
kiểu mấy cái trang bị nó đều có cái hình dạng của cái thiên sát đó mọi người. Đây thì đầu tiên là nhãn điện ha. Ồ, nhãn điện, tên điện mà cái sát là sát sấm sát mọi người. Đó, thế nhờ. Ở đây thì nó đối với sát nhãn điện này, sát sấm sát này mọi người, thì nó sẽ cộng sát thương nha mọi người. Tăng sát thương là thuộc tính cộng thêm là sát thương này. Đó. Đây là nó thuộc dạng công này. Đó. Và tiếp theo là set thứ hai là set ban. Set ban thì nó sẽ cộng phòng thủ nha mọi người. Đó. Nãy mình chưa nói gì. Tấn công là sẽ cộng 150 đối với set sấm sát rồi. Tấn công cộng 150 3 trang bị, còn 5 món trang này là cộng 300. Còn đối với lại cái set ban này mọi người thì nó sẽ cộng phòng thủ này, nó sẽ thì đối với set này nó sẽ thiên về phòng thủ nha, thủ. Đó, thì 3 món anh em sẽ được cộng 120 và 5 món là cộng 240. Đó, chắc chắn là mấy cái thuộc tính này nó sẽ hơn hẳn cái trang bị lục rồi. Thì phẩm chất cao hơn mà. Đó. Ok, và tiếp theo đó là set trắng nè mọi người. Set trắng thì nó sẽ cộng nó thuộc dạng cân bằng nha mọi người. Đó. Trang bị cân bằng và thuộc tính là nó sẽ cộng sinh lực tấn công và phòng thủ luôn nè. Đó. 3 món thì nó sẽ được cộng 240, 50 và 40. 5 món là 480, 180. Đó là đối với lại cái set trắng này nha mọi người. Ok. Và thì cũng thuộc dạng như là cái set lục nãy mình nói thôi, thì nó cũng là sự tổng hợp skin của cái ba set trang bị đó là set set sa mạc, set sấm sét và cái set băng này nha mọi người. Ok. Đó thì nó cộng sinh lực này, tấn công và phòng thủ. Đó, và cái set thứ năm đó là set đen nha mọi người. Thì nó set này nó cũng không có thuộc tính cộng thêm luôn nè. Cũng thuộc dạng cái set lực hồi nãy mọi người. Đó. Vậy là đối với năm set này thì anh em cũng đã biết là nên chơi cái set nào rồi nha. Chắc chắn là cái set trắng này rồi. Thuộc tính nó thuộc dạng cân bằng nha mọi người, sẽ là cộng tấn công cộng phòng thủ của các kiểu luôn. Đó. Ok, và tiếp theo đó là đánh với lại năm set cuối cùng nha mọi người, đó là set trang bị có phẩm chất tím này. Đó, tím thì có lẽ là chắc chắn nó sẽ ngon hơn hẳn rồi. Ok. Thì đầu tiên là set ma ảo mọi người. Set ma ảo thì đối với set này thuộc tính cộng thêm của nó là sinh lực nha mọi người. Nên là set này thuộc dạng thủ đi. Đó, 3 món thì em sẽ được cộng là 1080, 5 món là cộng 2160. Set bóng tối. Set bóng tối thì nó sẽ cộng là tấn công nha mọi người, 3 món là cộng 225, 5 món là cộng 450. Đó thì set này đã thuộc dạng tấn công nha mọi người, dạng công này. Ok, và tiếp theo là set trang bị thứ 3, đó là set tương lai. Thì đối với set này thì nó thuộc tính cộng thêm là phòng thủ nha mọi người. Cộng 3 món là 180, 5 món là 360. Set này thêm về thủ này. Và set thứ 4, đó là set ác quỷ. Set ác quỷ nhưng mà tên trang bị là ác ma mọi người. Khá là ảo. Đó thì đối với set này thì thuộc tính nó thuộc dạng cân bằng mọi người. Nó cộng sinh lực, tấn công, phòng thủ luôn này. 3 món là 360, 75 và 60. Còn 5 món là 720, 150 và phòng thủ là 120. Đó. Ok, và đến với lại cái set trang bị cuối cùng, đó là set hề. Và cũng là set ngon nhất ở trong đây nha mọi người. Mạnh nhất trong đây. Thì đây mọi người, thì cái set này nó sẽ cũng thuộc dạng cân bằng luôn. Và cộng đây mọi người, nó có thuộc tính cộng thêm cơ bản. Và ngoài ra thì nó còn có thuộc tính cộng thêm đặc biệt nha mọi người. Đó. Rất là hiếm luôn, hiếm trang bị có cái thuộc tính cộng thêm đặc biệt này mọi người. Như mình thấy có mỗi cái set hè này là có sao ta. Đó, thì đối với set này thì ở đây thì nó sẽ không có hiện là 3 món mọi người. 3 món là cộng bao nhiêu thì nó không có hiện trong đây. Tại vì nó hiện tại là mình đang sở hữu set này nó lên cao mấy rồi đó mọi người. Nên nó không có hiện cái thuộc tính 3 món mà nó hiện cái thuộc tính là cộng 6. Thuộc tính thứ 3 mọi người, thuộc tính đặc biệt hết. Đó, ok, thì mình vừa mới phép thuộc Queen xong, biến hình qua cái server khác mọi người. Thì nó mới hiện cái thuộc tính cộng 3 món này mọi người. Đó, ok. Chứ mà mình sở hữu hết 6 món này mà mình cho lên cao mọi người thì nó không có hiện cái thuộc tính thứ 3 này đâu nha mọi người. Đây. Mình phải vô cái server khác mọi người, không có set trang bị này ha. Đó, thì đối với lại 3 món thì nó sẽ cộng là sinh lực 370, tấn công 80, phòng thủ 65 và tương tự là 5 món thì nó sẽ tăng lên này mọi người. 730, 155 và 125. Đó. Khá là cao so với lại cái set
ngang bằng ác quỷ này đúng không mọi người? Đó, chắc chắn là hơn rồi đúng không? Đó, thì đối với lại cái set hệ nữa thì nó sẽ cộng thêm một cái thuộc tính đặc biệt nữa đó mọi người. Đây, đó là cường hóa 64 lên cam thì em sẽ được cộng thêm đó là lượng, một lượng sinh lực nha mọi người. Còn cái chỉ số tấn công với lại phòng thủ là nó vẫn giữ nguyên nha. Ok, nó chỉ có một cái là cộng sinh lực thêm này, đó, và cộng khá là nhiều luôn á trời, một trăm mấy cái điểm sinh lực luôn này. Đó, thì cái set này nó là sự kết hợp giữa set nào anh em biết không nhỉ? Đó không phải là mấy set ở đây này đâu mọi người, mà nó là sự kết hợp của hai set thôi. Đó là set ác quỷ mọi người, set ác quỷ và set ma ảo nha. Ok, đó thì set ma ảo thì nó sẽ cộng sinh lực này, thuộc tính cộng thêm là cộng sinh lực. Còn cái set ác quỷ này mọi người thì nó cộng ba thuộc tính cũng thuộc dạng cân bằng mà, sinh lực, tấn công và phòng thủ. Nhưng mà cái trang bị hiền này sẽ hơn một cái, đầu tiên là hơn về cái thuộc tính cân bằng, đầu tiên là hơn cái thuộc tính cân bằng này nha mọi người. Đó, và cái thứ hai là nó sẽ hơn luôn cái lượng sinh lực khi mà cường hóa đến cái thuộc tính đặc biệt này. Đó, đây là mình mới nói là cái này là về kết hợp giữa hai cái set, đó là set ác quỷ và lại set ma ảo nha mọi người. Khá là xịn đúng không nha. Đối với lại mấy set kia thì đó thì lựa chọn của anh em mình chắc chắn là hai set này rồi mọi người, và set trong hai set này thì chắc chắn là set hiện sẽ ngon hơn rồi. Đó, nó sẽ cộng được nhiều lượt chiến hơn nha mọi người. Đó, và cũng như là có nhiều thuộc tính đó. Còn mấy set còn lại thì nó kiểu như là thuộc tính độc lập thôi mọi người, đều ấy thôi. Đó, mặc dù là tăng cũng khá là cao, nếu mà một cái chỉ số thì không thể nào mà so sánh được với lại mấy set kia đúng không, mấy set cân bằng kia. Nhưng mà thuộc tính cân bằng thì hiện tại nó vẫn hơn hẳn nha mọi người. Đó, về cái cường hóa này kia rồi sau chiến tổng đó mọi người, nó vẫn hơn hẳn nha. Ok, đó, và ngoài ra thì nó cộng cái mấy cái này, nhiều cái sinh lực tấn công này, phòng thủ các kiểu nè mọi người. Đó, thì nó cũng sẽ tăng được nhiều cái lợi hơn cho mấy set đặc biệt của chúng ta mọi người. Nên là trong 5 set này thì chắc chắn là em sẽ chơi lựa chọn ngon nhất vẫn là cái set hè này nha mọi người. Đó, set chú hè. Ok, đó là toàn bộ những gì mà mình biết, nhưng mình chia sẻ nãy giờ mọi người. Đó, thì biết là anh em hiện tại đang chơi cái set trang bị nào này, đó thì nhớ comment ở bên dưới cho mình biết nha. Clip cũng khá là dài rồi mọi người, các em mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Thì anh em nào xem tới đây rồi thì nhớ kết xuống cho mình xin một like nha. Và đây là một việc comment cái tiêu kiểu bên dưới này, và làm ra đăng ký kênh cho mình xin một lượt đăng ký kênh cho mình thông báo để không bỏ lỡ kiểu video nào mới nhất mọi nha. Ok, còn giờ thì có lẽ là hẹn anh em ở clip tiếp theo thôi. Bye bye mọi người nha. Và mà có thể sau thì mình sẽ up thêm một cái phần 2 nữa nha mọi người, thì mấy set trang bị cơ bản rồi thì mình sẽ cùng anh em phân tích mấy set trang bị ở bên ngoài nữa nha. Đó, tại ở trong đây thì nó còn khá là nhiều cái set trang bị đó, mình mới chỉ nói cơ bản trong thư viện thôi, trong thư viện thì nó cơ bản nó vẫn có 15 set thôi mọi người.